khi bạn trai quá thật thà. Anh ơi, hôm nay anh thấy em make up như thế này với mặc bộ đồ này có xinh không? Bây giờ em muốn anh trả lời thật hay là khen em xinh? Anh ơi, bên kia có kem bông, để muốn ăn kem bông. Được, để anh sang mua. Yeah. Anh lại quên mang tiền mặt mất rồi. Mang ví ra ngoài đường mà ví không có tiền thì mang ví làm gì? À, em cũng có đâu, mà vẫn mặc đây thôi. Em ơi, tư vấn cho chị iPhone 13 đi em. Dạ. À, mà sáng anh vừa đến để lấy một con iPhone 13 màu hồng về. Anh không nói với chị à? À chết, em lại lỡ mồm. Chắc anh định tạo bất ngờ với chị mà em lại lỡ nói ra. Anh ơi, em xin lỗi ạ. Anh, chị mua tặng em mà chẳng nói lên biết gì cả. Cảm ơn anh yêu. Okay. Điện thoại đấy anh mua tặng sinh nhật mẹ. Nhưng mà anh vẫn đặt thêm một cái nữa cho em. Bởi vì em với mẹ như nhau. Thế thì còn được.